có bullet, chúng ta search cái từ bullet template. Bullet template. Thì trong Laravel người ta quyết định sử dụng cái bullet template hay còn gọi là bullet engine để giúp chúng ta làm xử lý tốt cho cái phần giao diện. Thế vậy thì hàng ngày nó có cái gì hay? Thì thứ nhất là bullet engine, chúng ta khi mà tạo ra nó, ôi mấy thằng kia xong chưa? Hỏi còn lỗi không? Không thể nào nói gì, chuyển sang phần mới để mầm mầm lên. Muốn nói chuyện gì ra ngoài mà cho nhanh xong rồi học tiếp. Lớn tôi mới để người khác phải chửi như hoa đò xong cái. Bullet engine của chúng ta sẽ như sau. Được chưa? Thứ nhất, tất cả các file view của chúng ta đặt ở trong thư mục research view. Đấy là một cái research view. Và tất cả các file view của chúng ta đều có đuôi là bullet.php. Đấy nhỉ? Chứ không phải là đuôi.php như cũ đâu nhá, bullet.php. Đấy là cái thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là return từ một cái đường dẫn URL nào đấy về một cái file view. Thì chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta vào phần round web. Ví dụ như sau, tôi đã return về thằng welcome. Round này hay .get sượt function return trả về một cái giao diện, một cái view tên là welcome. Thì đây nó nằm ở đây, các bạn nhìn thấy chữ welcome không? Trong trường hợp nó chưa tồn tại, trong trường hợp cái view của chúng ta chưa tồn tại, tôi tiến hành cái xóa trắng nó đi. Xóa đi. Thì chúng ta thử chạy xem nó ra cái gì. Đây. Trong trường hợp bị lỗi. Tôi chạy project chưa nhỉ? À chưa. PHP artisan serve. Chúng ta có localhost 8000. Đây nó sẽ báo lỗi như này. View welcome not found. Được chưa? Là không tìm thấy cái file view nào tên là welcome cả. Thì bây giờ chúng ta phải tạo ra cái view này. Thì chúng ta sẽ copy lại cái tên của cái view, xong rồi paste, tạo ra một file mới nằm trong cái thư mục research. Đây view ở đây. Tôi tạo ra một file mới tên là welcome.blade.php. Được chưa? Ở đây là welcome view. Xếp xuống và chúng ta ra ngoài này, chúng ta reload. Được chưa? Đây là welcome view của chúng ta. Đây. Đây là welcome view. Xong chưa? Thì lúc nãy tôi xóa trắng đi mà, tôi xóa trắng tất cả các file nằm trong cái thư mục view đi mà. Được chưa? Sau đó chúng ta tiến hành làm những cái thứ tiếp theo như sau. Ở trong này chúng ta hoàn toàn thể viết code HTML như bình thường. Được chưa? Nhưng mà chúng ta có một cái đoạn như này này. Ví dụ tôi truyền một cái tham số từ trong cái file raw ra ngoài cái view này, thì tôi sẽ truyền như sau này. Đây là mảng đúng không? Truyền mảng này, tham số thứ hai là mảng này. Đây là tên biến sẽ tồn tại key ở trong cái mảng này, tương đương với tên biến ở ngoài cái giao diện kia. Ví dụ như name bằng Đỗ Việt Đông à, Nguyễn Việt Đông gì đấy, ví dụ vậy. Tuổi age bằng 3 tuổi, ví dụ thế. Được chưa? Xếp xuống. Bây giờ ra ngoài Google Cam, tôi muốn hiển thị những cái dữ liệu tôi truyền ra ngoài như thế này, thì tôi sẽ sử dụng cái code như sau. Hello meter chấm, đây là ký hiệu echo. Được chưa? Hai cặp dấu ngoặc nhọn là dấu echo, tên biến name tương ứng với cái key bên này. Được chưa? Tên biến như nào thì bên này các bạn viết như thế, name
Được chưa? Tôi thêm cái BR vào đây. Có phải bạn 2 chấm đô à H tuổi. Được chưa? Thử cái nhá. Hello Mr. Nguyễn Việt Đông, Đỗ Việt Đông hay Nguyễn Việt Đông đồng nhớ có phải bạn 3 tuổi không? Đúng chưa? Xong chưa? Đấy là thứ nhất, chúng ta định nghĩa ra cái view và chúng ta truyền cái dữ liệu từ cái chỗ mà xử lý logic cho cái URL truyền ra ngoài view. Đấy là chúng ta truyền bằng cách này. Truyền bằng cách này. Và hiển thị thì chúng ta có echo nó như thế này. Xong chưa? Làm thử đi. Xong chưa? Hiển thị ra được chưa? Không chưa? Không rồi này. Thank you.
khai bản. Không, 89 cũng là 9 rồi. Mình xem nhớ lên đầu. Xong chưa? Tiếp tục này. Ở trong cái Blade View này nó có rất là nhiều thứ. Thì tôi sẽ hướng dẫn chúng ta từng cái một trước. Bởi vì phần này là phần giao diện, cho nên nó rất là quan trọng. Phần layout người ta hướng dẫn đầu tiên ấy, thì cứ từ từ đã. Cái này tí nữa sẽ được hướng dẫn. Bỏ qua phần layout này. Chúng ta muốn hiển thị, chúng ta để ý đây là hiển thị đúng không? Cái này tương đương với hiển thị ra ngoài. Được chưa? Ở đây display data, cái slot cái để tính sau. Để hiển thị được cái dữ liệu đây, chúng ta có thể lấy ví dụ greeting này, return view welcome này với name là Samantha. Thì ở ngoài view kia chúng ta hiển dollar name thì nó sẽ hiển thị ra cái chữ Samantha này. Được chưa? Đấy là một cái. Cái thứ hai, chúng ta có cái dấu này cũng là hiển thị này. Dấu này cũng là hiển thị này. Nhìn thấy không nhỉ? Dấu này. Hai cái này nó rất là quan trọng. Đây, đây là biến. Thì cái này khác gì với cái kia? Đây chúng ta xem nhé. Ví dụ như kiểu tôi viết ở trong này, name này là Nguyễn Việt Đông đúng không? Tôi viết ở đây là thẻ strong. Đây là HTML đúng không? Đây, và tôi viết cái tên nó vào đây. Bây giờ chúng ta xem hiển thị gì này. Đúng nhỉ? Đây. Nó hiển thị thẳng ra cái strong đúng không? Được chưa? Nhưng mà nếu mà chúng ta hiển thị theo kiểu dạng cái cách thứ hai, cái cách thứ hai là cái cách này, xếp xuống, được chưa? Khác nhau. Cách thứ hai là nó chuyển cái text của chúng ta trở thành code HTML. Hả? Một ngoặc và hai dấu chấm than. Biết cách này để dùng để làm gì không? Vì sao có thể sinh ra hai kiểu này? Đó là chống cái tấn công bằng internet, tức là tấn công website của chúng ta bằng JavaScript. Chúng ta còn nhớ các cái forum này, kể cả Facebook, chúng ta có thể viết text và chúng ta viết được như này không? Có biết được bao giờ không? Có thử bao giờ không? Hả? Nó bảo sao? Chúng ta viết code ở trong này, biết được đúng không? Và hiển thị ra nó hiển thị đúng như này. Thì nó hiển thị một cách đầu tiên của chúng ta. Xong chưa? Đó. Chứ còn khi hiển thị chẳng ai hiển thị những cái kiểu dạng là chứa nhiều ký tự bằng cái cách này được cả. Bởi vì nó rất là nguy hiểm. Chúng ta nó người ta sẽ có thể là chạy một đoạn JavaScript và nó lấy được cookie của khách hàng và nó gửi về máy đó. Mất tài khoản luôn. Được chưa? Không nhớ
Đó, đây là hai cách hiển thị dữ liệu của chúng ta. Tiếp theo, kéo lưng lùi xuống dưới một tí. Chúng ta sẽ có, nếu mà hiển thị di săn, nếu hiển thị kiểu dữ liệu là dạng di săn, thì chúng ta hiển thị ra là A còng di săn như thế này, nếu mà cần thiết. Được chưa? Tiếp theo, nếu mà chúng ta muốn chạy câu lệnh if else, nhìn thấy chưa? Nếu chúng ta muốn chạy câu lệnh if else, thì chúng ta có cái là A còng if. Rồi zoom to lên nha. Đây, nhìn thấy không? A còng if điều kiện, chúng ta không phải đóng mở ngoặc nhọn thế đâu nhá, ở trong này không có đâu. Đóng if thì là như này. Như này là mở if, như này đóng if này. Được chưa? A còng if mở đóng mở ngoặc điều kiện và n A còng n if là kết thúc của cái if đấy. Tiếp theo là A còng l if. Được chưa? Là gì? L, câu l thôi. Như bình thường mà, L khác cuối cùng vẫn cứ phải n if vào. Được chưa? Ví dụ ở đây bài toán của chúng ta là thằng đông đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể là A còng if đô la age lớn hơn 18 tuổi, thì đây để là một thẻ span color style color red đi. Đây là strong. Đi nghĩa vụ. Đi nghĩa vụ. Còn A còng else thì chúng ta sẽ có strong và không phải đi, chưa phải đi, chuẩn bị đi em. Đó, và chúng ta cuối cùng vẫn cứ phải có A còng and if. Như này. Được chưa? Ví dụ đông hiện tại là 3 tuổi. Được chưa? Nhưng mà nếu mà đông 30 tuổi. Vớ vẩn hoàn thành nghĩa vụ rồi nhỉ. Được chưa? Đấy là if và else trong cái blade view này. Được chưa? Tiếp theo là về các cái câu lệnh unless. Unless là if not. Giờ if not là phủ định của if ạ. Iset là kiểm tra tồn tại một cái biến nó có tồn tại hay không. Được chưa? Empty kiểm tra một biến nó có bị rỗng hay không. Odd kiểm tra xem người ta đã đăng nhập hay chưa. Được chưa? Get đây là get, nếu mà người ta là khách tức là người dùng chưa đăng nhập thì sẽ hiển thị cái này. Còn nếu mà odd là thì là người dùng đã đăng nhập rồi thì hiển thị cái khác. Tiếp theo là switch. Switch case thì chúng ta có cú pháp là a còng switch biến a còng case và a còng break a còng default, các cái chỗ hiển thị khác sẽ đặt vào đây, đủ chưa? Chúng ta hoàn toàn có thể là viết vòng lặp thì có a còng for, a còng for and for, a còng for x and for x, a còng for l and d, why do, đủ kiểu. Đây for x ví dụ như này. Đây là vòng for chứa if và continue chứa break. Được chưa? Đây là một cái khá là tổ hợp. Nhưng mà khi mà chúng ta viết như thế này thì code của chúng ta nhìn nó rất là sạch. Đúng không? Code của chúng ta không còn bị lẫn lộn giữa cái mở ngoặc hỏi chấm PHP, viết một đống code ra echo mỗi tí, echo mỗi tí thôi. Nhưng mà phải viết dài một ngoãng ra xong rồi đóng hỏi chấm đóng hoặc pp. Thì đọc như vậy nó rất là khó chịu. Chúng ta đọc kiểu như thế này nó nhanh hơn rất là nhiều và chúng ta tăng được cái tốc độ code của chúng ta lên. Được chưa? Đấy là cái lợi ích của blade view. Đây loop value. Tiếp theo là đến cái loop value thì chúng ta kéo lùi xuống dưới. Đây tôi sẽ giới thiệu qua chúng ta. Khi chúng ta chạy một vòng for, tức là một vòng lặp, ví dụ for x như này. Được chưa? Thì chúng ta ở trong cái vòng lặp, cái blade engine này nó tự động cho chúng ta một cái biến tên là loop. Được chưa? Tự động luôn cho chúng ta một cái biến tên là loop. Và cái loop này nó thuộc dạng object, nó có những giá trị như sau. Thứ nhất, loop cho đến index là nó lấy ra được cái vòng lặp này
đang ở số thứ tự bao nhiêu, bắt đầu từ số 0. Được chưa? Bắt đầu từ số 0. Chúng ta tiếp tục loop iteration là cũng là thứ tự nhưng mà bắt đầu từ số 1. Được chưa? Tiếp theo là loop remain là gì? Còn lại bao nhiêu vòng lặp nữa? Đây, ví dụ tôi thử nhá. A cộng for đây blade for, không phải blade for này. Blade for y bằng 0, y nhỏ hơn 10 chưa? 10 thôi. Được chưa? Tôi sẽ echo ra đây. Đây là đô la lũ, à đây là cái gì nhỉ? Index. Thì nó sẽ bằng index 2 chấm, nó sẽ bằng đô la lũ. Trỏ đến index và tôi br nó ra. Được chưa? Chạy thử nhá. Nó sẽ bắt đầu dãy số từ 0. Úi dồi ôi. Undefined variable loop. Ồ hả? Lừa mình à? For x mới được đúng không? For x thì mới được. Còn for này không có. Bởi vì for này nó có y rồi. Đây chúng ta có thể viết code PHP như này. A cộng PHP và n PHP. Đây là chỗ này viết code PHP. Chúng ta có một cái arr bằng một cái mảng. Bằng một cái mảng. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ví dụ như này. Cho tiến hành là for $arr element này. Chúng ta có cái index 2 chấm echo $loop trỏ đến index và chúng ta sẽ có thêm một cái br cuối. Xếp xuống chặn. Đúng không? Index thì là 1. Ủa? Không, ở bên trên có thể. Còn chỗ nào nữa? À đây. Cái 0 này nữa. Đúng chưa? Chạy từ 0 đến 9. Mỗi một vòng nó chạy ra hiển thị ra một lần. Tiếp theo chúng ta có iteration đúng không? Thì các bạn xem nó sẽ hiển thị bắt đầu từ cái sai. Iteration chứ không phải in, thừa chữ i, thừa chữ nào. Đúng không? Bắt đầu từ 1. Tiếp theo là remaining. Vòng đầu tiên thì sẽ còn mấy? Còn 9, xong rồi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 đúng không? Đúng chưa? Đấy là số vòng còn lại sau mỗi lần. Được chưa? Ngoài ra chúng ta có thể là cao đếm số lần đăng, số vòng đã chạy. Check xem là vòng hiện tại có phải vòng first hay không. Chúng ta xem đây. Thấy không? Có mỗi thằng đầu tiên nó là một thôi. Bởi vì phone thì nó sẽ chuyển sang thành swing rỗng đúng không? Cho nên là nó sẽ không hiển thị cái gì cả. Last thì tương tự. Có mỗi thằng dính cùng một dính. Được chưa? Nó kiểm tra cái vòng hiện tại có phải là cái vòng cuối cùng hay vòng đầu tiên không? Deep. Đúng không? Deep là cái gì? Nesting level. Như nào là nesting level? Tức là vòng tra, các bạn lưu ý này. Vòng tra, chúng ta có hai vòng for lồng nhau chẳng hạn, đúng không? Thì vòng tra và vòng con thì nó sẽ hiển thị ra là cái vòng phía ngoài ấy, là vòng thứ bao nhiêu. Được chưa? Tiếp theo là đến cái cuối cùng là cái parent trỏ đến cái biến loop của cái vòng tra ở phía ngoài. Đó, comment thì như này. Đây là câu comment ở trong cái blade view này. Code PHP thì như này. A cộng PHP và A cộng N PHP. Đó. Include một cái file view khác. Ví dụ tôi có một cái file, new file tên là thiện.th.blade.php. Như này. Tôi đây tôi viết là H2. Ha 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 ha. Cái gì đấy?
that something. Được chưa? Đó. Ví dụ bây giờ các bạn, tôi hiển thị cái này thì các bạn chẳng nhìn thấy cái vẹo gì, không nghe ha ha đâu đúng không? Nhưng tôi muốn nhét cái file này vào trong này. Nhét một cái file ha ha, cái file thiện TH này vào trong này. Tôi đặt đâu đặt? Ví dụ đây chẳng hạn. Thì tôi sẽ có là a cộng include. Cái file cái tên là thiện TH đúng không? Xếp xuống và thấy không? Test something này. Bây giờ tôi truyền thêm biến sang đấy. Biến ở đây là test mang giá trị là welcome. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ bê cái test này, tôi hiển thị ở bên này. Test a cộng echo test. Thấy không? Đúng chưa? Đấy là cái chúng ta nhúng một cái file view khác vào một cái file view của chúng ta. Thích nhúng cái gì thì nhúng. Được chưa? Cho phép chúng ta mở rộng cái file view của mình một cách dã man luôn. Được chưa nhỉ? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là đến include, rồi đến include data đây rồi. Rendering view with connection, cái này không cần. Stack cũng không cần. Này stack không cần đi. Script này. Cái gì đấy? Sao mày đánh nó? Cái gì? Sao lại bảo nó đánh không? Sao không bảo hai thằng bên cạnh nó dễ? Hai thằng bên cạnh tẩn nó đi ra nào. Được chưa? Hết rồi đấy. Tạm thời là hết cái khái niệm cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về phần đầu tiên là giới thiệu qua với các bạn về cái layout. Cái khái niệm layout. Nó như này. Ví dụ nha, tôi muốn có cái thư viện Bootstrap, tôi kéo cái Bootstrap về get bootstrap.com doc đúng không? Ví dụ như này, thì tôi xem tôi có cái Bootstrap chưa? À, đây Bootstrap đây rồi. Đây đúng không? Tôi copy cái này vào. Tôi về project của mình. Tôi vứt vào trong public. Plugin à, Bootstrap có rồi đây. Rồi ok, đây. Các bạn coi nhá. Ở trong file welcome này, tôi bỏ hết cái mớ này đi. Tôi có file HTML và trong này tôi link đến cái asset plugin sược bootstrap sược css sược bootstrap.min.css như này. Ở trong này tôi có một thẻ div có class là container bg-danger. Đây là test asset. Rồi xong. Đây các bạn vào welcome này. Ủa sao không có file bootstrap à? Nhìn là thấy sai sai rồi. Bootstrap min plug in bootstrap plugin bootstrap CSS bootstrap min. Ố sao không được nhỉ? Public này, plugin này, bootstrap này, CSS này, bootstrap chẳng gì. Ôi giời ơi. Hóa ra là bootstrap fake. Vãi trưởng. Đây. Đây đúng không? Plugin này đúng không? Tôi pack này vào đây. Giờ mới là bootstrap xịn này. Bootstrap này. Đây rồi. Đây. Đây là chứng minh một cái điều là Bootstrap đã chạy ở trên project của tôi rồi đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi sang một cái đường dẫn khác, tôi viết một cái đường dẫn khác, tôi sinh ra một cái file view khác. Ví dụ đây là route 2.a.view thiện TH sinh ra cái thiện TH. Như này.
trong cái thiện test blade này tôi vứt cái này đi. Ha ha ha, đúng chưa? Sược. Chúng ta tính cái ha 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 này có được áp dụng cái bootstrap không? Không. Không, mặc dù tôi bê cái code ở bên này vứt sang, cái div này tôi vứt sang, nó cũng sẽ không được áp dụng cái bootstrap kia. Đúng không? Vì sao thế? Nó không có cái thư viện đúng không? Nhưng mà các bạn hãy thử tưởng tượng nếu mà bây giờ tôi cái file nào, cái file view nào của tôi cũng phải viết nguyên cả cục footer rồi header cái gì đây là thiện th view. Tôi viết đầy đủ toàn bộ như thế này. Ví dụ trong dự án của tôi có khoảng 50 màn hình thì tôi phải khai báo như thế này 50 lần đúng không? Đúng không? Xong rồi sai một phát thôi là phải sửa 50 lần nữa. Hoặc là thêm cái gì, bất kỳ một cái thư viện gì cũng phải thêm 50 lần nữa. Đúng không? Cái việc đó nó quá vất vả đi. Đúng chưa? Thế vậy cho nên là người ta mới sinh ra một cái khái niệm nó gọi là layout. Cái layout là cái khung bao bên ngoài, là những cái phần chung nhất của tất cả các cái màn hình khác. Ví dụ như phần header, rồi phần CSS, rồi phần JavaScript, footer là những cái phần chung nhất ở trong toàn bộ dự án. Thì người ta sẽ vứt ra một cái file. Sau đó người ta sẽ nhúng những cái file khác vào trong. Được chưa nhỉ? Cái mô hình nó sẽ như sau. Mô hình nó sẽ như này. Ví dụ một trang của chúng ta nó như này, trang layout của chúng ta nó sẽ như này. Đầu tiên là cái title. Xong đây phần header này. Đây là phần content này. Đây là phần footer này. Và đây là phần CSS. Đúng không? JavaScript đứng đặt cuối cùng như này. Như vậy thì người ta sẽ xây dựng ra một cái file tên là layout, nó chứa tất cả các cái phần này. Tuy nhiên không chứa phần này, không chứa phần content, và phần content là phần sẽ thay đổi. Nên người ta sẽ không viết content vào trong layout, mà người ta chỉ đục một cái lỗ. Người ta đục một cái lỗ và để các cái file view, các cái file view khác nó nhúng vào. Dần nhúng vào đúng chỗ, nhét vào đúng lỗ thì mới chạy hợp. Được chưa? Thì rất nhiều các file view, view A, view B, view C đều có thể là nhúng vào cái chỗ này khi mà nó sinh code ra. Thì toàn bộ các cái phần như này, như thế này thì được dùng chung. Đúng không? Sửa một lần thôi là tất cả các file view khác đều được áp dụng. Được chưa? Thì đấy nó gọi là khái niệm layout và khái niệm mở rộng, cái khái niệm extend của các view với cái layout. Thì chúng ta sẽ làm nào? Đầu tiên phải xây dựng ra cái file tên là layout đã. Tôi tạo ra một cái thư mục mới tên là layout. Layout SC. Trong này tôi sẽ có một cái file mới tên là main.blade.php. Xong chưa? Ở đây tôi sẽ dùng cái khung có sẵn ở đây. Title này tôi có A+U. Tên là title. Ở trong này, đây container BG Danger đúng không? Tôi sẽ có title A+U content. Như này. Xong chưa? Đây là cái khung của tôi. Sau đó các bạn theo xem này, bây giờ cái thiện TH này tôi chỉ có mỗi cái này thôi đúng không? Đây là view của tôi đúng không? Tôi sẽ làm như sau. A+extend là layout.main. Layout.main. Xong chưa? Sau đó chúng ta sẽ có cái A+section. Ví dụ đây là content chẳng hạn. Và A+end section. Đây là thiện th view. Tôi copy cái cục này, tôi vứt vào trong cái welcome blade này. Đây là welcome view. Xếp xuống. Được chưa? Bây giờ các bạn xem nhé. Đây, thiện th này. Thiện th view, tôi về trang chủ. Welcome view. Tức là cả hai thằng này đều được áp dụng cái CS và cái vùng BG Red container của tôi. Được chưa? Đó. Và bây giờ ví dụ như chúng ta chỉ đơn giản là thay thế cái này thôi. Thay thế cái phần main này, thay thế tí. Đây là succeed.
chuyển sang màu xanh lá đúng không? Đúng không? Đó, thay đổi cái gì ở ngoài cha là thằng con được thay đổi theo. Được chưa? Và trong một dự án web chúng ta có thể có nhiều cái layout. Ví dụ như ở như tôi hay làm thì là ít nhất là có 2 layout, thường thường là 3 layout. 2 layout, 1 layout cho phần client là phần người dùng ngoài đúng ngoài và một phần client một layout cho phần admin ở trong. Và một layout nữa cho phần email. Email cũng cần layout. Được chưa? Đó là những cái layout của một cái hệ thống cần có. Đấy là ít nhất. Thì những cái view nào thuộc về phía client thì cái extend cái layout client, cái nào kế thừa thuộc về cái phần admin thì extend cái layout admin. Được chưa? Các bạn thấy nãy giờ là tôi có cái gì? Ở layout tôi có cái view. Được chưa? Cái này tôi gọi là cái lỗ. Được chưa? Tôi gọi đây là đục ra cái lỗ. Còn ở bên này đầu tiên là phải extend, sau đó tôi sẽ có cái section content là nhét text vào cái lỗ đấy. Được chưa? Chúng ta còn một cái lỗ nữa là ở trên title đúng không? Đúng không? Bây giờ tôi nhét lỗ, nhét text vào title này. Title. Đây là hiện th view. Đúng không? Nhưng mà về trang chủ nó sẽ không có bởi vì nó không nhét dữ liệu vào đấy. Các bạn thấy không? Nó có nhét dữ liệu vào đấy đâu mà hiển thị được. Chuẩn chưa? Đó là cái cách sử dụng cái layout của thằng Laravel Blade. Được chưa? Còn này thắc mắc gì không? Về làm thử đi. Tôi có quay màn hình lại rồi, tí nữa về tôi up cái phần layout này lên. Thì về xem lại và làm thử lại xem có đúng không. Sau này các bạn kiểu gì cũng phải dùng. Ít nhất là trong môn dự án 2 sắp tới. Đằng nào dự án 2 chả gặp tôi, chạy đâu thoát. Được chưa? Kỳ ngay kỳ sau thôi, không có gì xa lạ cả.